thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh anh em nào gần thì chợ qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh, em hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2022 thì mới về được 500 chai ginseng với 80 chai B12 năm rưỡi lớn thì Điền làm clip giới thiệu lại với tất cả anh em cũng có nhiều anh em hỏi Điền là cái có cặp thuốc nuôi nào giúp cho con gà bo lớn bền bỉ xài ngon mà không có hư hại gà mà giá cả phải chăng thì Ginseng với B12 năm rưỡi đó là cái cặp thuốc nuôi có thể đáp ứng được nhu cầu của anh em nha anh em thì thằng này cũng hiện nay là được rất là nhiều anh em xài tin tưởng mua xài xong là quay lại mua số lượng rất là nhiều nha anh em hơn gần một năm nay là nó cực kỳ hot B12 năm rưỡi là hàng nguyên chất 100% kết hợp với ginseng nên em xài đúng hàng một cái là gà anh em bo lớn bền bỉ rất là dễ nuôi dễ sử dụng thì anh em xem video thì nhớ cho điền một like nha anh em còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhấn nút chuông theo dõi để mình thường xuyên cập nhật những video mới những cách xài thuốc mới cập nhật giá cả thuốc theo ngày tháng nha anh em thì trước mặt anh em đây là ginseng nha anh em ginseng nó là một cái dạng thuốc nuôi cung cấp các vitamin axit amin hàm lượng rất là cao bên đây nó có thành phần nữa nè nha anh em hàm lượng cao tan rất là nhanh tại vì nó dạng nước rất là dễ hấp thụ nó hiệu quả ngay sau khi anh em sử dụng lần đầu tiên nhưng anh em phải nuôi và trong từng cuối chuẩn bị ra trường là anh em nuôi khoảng 7 cử là con gà nó sẽ tạo cái um, sử dụng cái vitamin acid amin này để tạo thành cái năng lượng sử dụng trong những ngày cuối rất là hay nha anh em Ginseng này nuôi rất là đa dạng tại vì nó là vitamin với acid amin nên nó sử dụng được rất là nhiều giai đoạn <laughs> có thể sử dụng cho gà tơ cử yếu gà tơ nuôi đủ cơ mình nuôi tới chơi luôn cái giá của con ginseng là 200 ngàn một chai, 5 chai tặng 1 nha anh em, 10 tặng 2. Còn những anh em nào lấy về bán thì báo số lượng thì Điền sẽ cho cái giá để anh em về bán lại nha anh em thì ở đây hàng có sẵn số lượng cũng khá là nhiều nha anh em còn đang về tiếp tục đợt này hàng về cũng hơi chậm hởm hết luôn mới về còn đây là b 12 năm gửi để kết hợp chung với ginseng nha anh em cái đợt này về đát cực kỳ mới nha anh em đó sản xuất 2022 hạn sử dụng tới 2025 đây là cái lô của nó nha anh em. Ở bên trong cái cái, cái hũ của nó là cũng vậy luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Bên trong cái hũ là cũng chung lô. Đợt này hình như chung một lô hết luôn á. Mình chưa có kiểm hết. Nhưng mà hàng sử dụng đều là 2025 hết. cái nước nó màu rất là đậm nha anh em nó đây là điền chiếc lẻ ra nè, mới chiếc lẻ năm cái chai còn nằm không đây nè nha anh em đây chiếc lẻ chai 10 c giờ là 220 trăm hai nha anh em cái chai này nó đầy nó tới 14 c lận nên 10 c nó nằm mức này chứ không phải là ấy đâu nha anh em này đủ 10 c cho anh em hàng nguyên chất 100% trăm phần trăm đây anh em so với cái chai gin của nó nè nước đậm đen luôn nha anh em. Bao anh em hàng nguyên chất. Bên điền bán đúng hàng nên hàng chất lượng uy tín nên số lượng hàng về rất là nhiều nha anh em. Đây, đều là 2025 hết. Đát này là mới nhất ở Việt Nam hiện nay luôn nha anh em. Bao cho anh em luôn. Đó. Nè, điện mới chiếc đây cũng là là lô 2025 hết nha anh em. Đó. chiếc nó cũng còn dính trong đây một miếng vậy nè nhưng mà chiếc ra nó cũng không có đủ luôn 10 chai chiếc còn có thành 9 chai à một chai lớn chiếc ra được có 9 chai nhỏ nha anh em nó thì cái giá của nó là 220.000 một chai 10 c vậy nha anh em còn anh em nào lấy chai lớn như vậy là một triệu rưỡi nó hàng luôn luôn lúc nào cũng sẵn số lượng hết trơn nha anh em thì anh em nào mà thường xuyên theo dõi cái uh, video bên điền là anh em biết rồi đó hàng lúc nào cũng luôn luôn mới là người thật việc thật không nha anh em biết cái này nè có sẵn trong đây hết luôn á tại chưa có ở không bung ra đó. trên nắp nó có ký hiệu hãng tô neo đồ đàng hoàng nha anh em Cái cặp thuốc nuôi này là giúp con gà mình nó rất là bóng lông kích thích, ăn uống tốt, tăng số lượng hồng cầu. Gân gối rất là khỏe nha anh em. Con gà mình nó nhảy nó không có bị khuyệu chân hay là bị chấm cánh, nó hạn chế dữ lắm. Thì à, hiện tại bây giờ thì rất là nhiều anh em nuôi gà thì sử dụng cái cặp này. Hai chai ginseng với một chai B12 năm gửi là anh em sử dụng nó hết một lượt luôn mà anh em được bao phí ship nữa 620 ngàn anh em mua hai gin sen một b 12 năm gửi là 620 ngàn thì anh em được bao phí ship mà anh em sử dụng nó hết một lượt nữa con gà anh em bo rất là lớn bền bỉ nha anh em nó phải thông qua quá trình nuôi mình xin nhắc lại nha anh em để nó không phải nói anh em nói bo lớn là chích vô là có liền nha anh em thằng b 12 năm gửi này anh em chích một tuần một lần một ký chích một mắt ngưng ba ngày trước khi anh em đi chơi nha còn ginseng này nhỏ tới ngày ấy luôn tới ngày anh em đi chơi luôn vẫn nhỏ bình thường còn gà tơ lên thì anh em cứ ngày nhỏ ngày nghỉ nuôi tầm 3 tầng là anh em chơi đủ quá cứng luôn dày mạnh coi như là nó nở đủ bốn vách để gà mình đi chơi thoải mái thể lực bền bỉ tốt nói chung đây là hai dạng thuốc nuôi để tạo cái thể lực thôi nha anh em chứ không phải là thuốc kích thích tăng bo để nhiều anh em mới mình mới xem mình chưa có biết để mình phân biệt mình phân biệt hai cái dạng như vậy mình sẽ dễ hiểu hơn nha anh em ở đây điền à, lên cái loại thuốc nào cũng vậy điền hay à, à, cho anh em xem cái thành phần rồi mình phân tích cái công dụng của nó nó kết hợp với loại nào cái công dụng sao để cho anh em dễ dàng lựa chọn cái thuốc nuôi nào phù hợp với cái điều kiện của mình nhất thì anh em sử dụng thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả và cái độ phù hợp đó đem về phù hợp túi tiền, phù hợp cái cách xài của anh em Nếu anh em không có thích duyên thì xài dạng nhỏ này nó rất là mạnh Dạng chích kết hợp với dạng chích là quá trời ok Vừa mạnh mà vừa tác dụng nhanh mà vừa không gây hại nữa Giá cả thì phải chăng là Thì đây chính là cái cặp hút nuôi mà Điền bán rất là dữ dội nha anh em giữ hơn Galumin bây giờ gấp 3 lần rồi người... Galumin với B15-12 anh em nhìn thấy cái số lượng hàng về là anh em cũng đón được phần nào về liên tục nha anh em rồi thôi mình xin chào tất cả anh em đang xem clip chào anh em video này mình sẽ kết thúc ở đây hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha anh em thì anh em cố gắng theo dõi clip thì điền sẽ đem đến cho anh em những cái sản phẩm để hỗ trợ thuốc nuôi hỗ trợ cho anh em thì ngoài ra nó còn những cái sản phẩm khác nữa để điền quay sơ lược cho anh em ngoài ra còn có cửa nghệ mùng đá mài vân vân và những cái sản phẩm thuốc khác này để điền quay sơ anh em tham khảo bữa nào thì sẽ làm một cái clip để tổng hợp lại tất cả những cái sản phẩm đang kinh doanh nha anh em Rồi xin chào tất cả anh em đã xem clip. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha anh em.